kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại để lại cho toàn đảng, toàn dân ta là tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của người. Đó là tài sản tinh thần vô giá, soi đường dẫn dắt cách mạng Việt Nam trên con đường đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn đảng, toàn dân ta là một chủ trương có ý nghĩa và mang tầm quan trọng to lớn trên nhiều phương diện, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, làm cho đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, đảng thực sự là đảng cách mạng chân chính, xứng đáng là niềm tự hào và tin cậy của nhân dân. Chương trình Kết nối tri thức hôm nay xin được gửi đến quý vị thính giả cuốn sách Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các bạn thân mến, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Cuộc đời và sự nghiệp của người đã nêu tấm gương sáng về phương pháp làm việc khoa học và học tập suốt đời cho toàn đảng, toàn dân ta, cùng lớp lớp các thế hệ trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, nguyện phấn đấu học tập và noi theo. Chủ tịch Hồ Chí Minh có phương pháp làm việc mẫu mực và khoa học, giải quyết đúng đắn và thỏa đáng các mối quan hệ trong công việc. Trong công việc, người không dựa vào quyền lực để sai khiến, buộc mọi người và cấp dưới phục tùng, mà bằng sự gương mẫu, bằng sự thuyết phục và tấm lòng nhân ái, nên có sự cảm hóa lớn lao. Qua phương pháp làm việc và lời căn dặn của người, mọi người đến với đảng, đến với cách mạng, đến với công việc không phải chỉ bằng lý trí mà bằng tình cảm, sự nhiệt tình, tâm huyết và say mê. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn phấn đấu, rèn luyện bằng sự nỗ lực của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng. Bằng con đường kiên trì tự học tập, tự nghiên cứu, người đã có được trình độ học vấn uyên bác, tầm hiểu biết toàn diện và sâu sắc. Các bài nói, bài viết của người phong phú về nội dung và hình thức, đa dạng về thể loại và phong cách, uyển chuyển về bút pháp và ngôn từ. Không những vậy, người còn rất quan tâm đến việc học tập của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ, đảng viên, thanh thiếu niên, phụ nữ, đồng bào các dân tộc thiểu số. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn đảng, toàn dân ta nhiều chỉ dẫn và những kinh nghiệm quý báu về phương pháp làm việc khoa học và học tập suốt đời không biết mệt mỏi. Cuốn sách Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân ta, danh nhân văn hóa thế giới. Di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại để lại cho toàn đảng, toàn dân ta là tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của người. Đó là tài sản tinh thần vô giá, soi đường dẫn dắt cách mạng Việt Nam trên con đường đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giúp bạn đọc thấy được rõ tầm nhìn, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là quyển sách do Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Yên biên soạn, được nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông ấn hành năm 2019 với 198 trang, gồm 2 phần chính. Trong mỗi phần sẽ có nhiều bài viết xoay quanh về nhiều khía cạnh học tập tấm gương làm việc của người nhằm giúp độc giả hiểu hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong phần thứ nhất, với tiêu đề Học tấm gương làm việc suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác giả đã chỉ ra phương pháp làm việc mẫu mực và khoa học của người trong giải quyết vấn đề và các mối quan hệ trong công việc, khái quát thành các chuẩn mực đạo đức giúp chúng ta dễ dàng theo dõi và tiếp thu hiệu quả, phân tích rõ các nội dung như làm việc phải có phương hướng, mục đích, chương trình, kế hoạch, làm việc một cách khoa học, phải siêng năng, cần cù, làm việc phải có quyết tâm cao, nói đi đôi với làm việc phải ngăn nắp, sạch sẽ, biết quý trọng thời giờ và sức lao động, làm việc phải thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, cho chúng ta thấy rõ, học tập tấm gương làm việc của người để chúng ta có phương pháp làm việc khoa học, giải quyết đúng đắn và thỏa đáng các mối quan hệ trong công việc. Trong đó, đối với cán bộ có chức vụ, học theo gương của người, không dựa vào quyền lực để sai khiến, buộc mọi người và cấp dưới phục tùng, mà bằng sự gương mẫu, bằng sự thuyết phục và tấm lòng nhân ái để cảm hóa. Trong phần thứ hai với tiêu đề Học tấm gương học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp chúng ta thấy rõ sự sáng suốt của Bác trong việc xác định mục đích học là để mở mang tri thức, để hiểu biết và để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Việc học nên lưu tâm thực hiện, phải thường xuyên trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt là học từ gia đình, học ở trường lớp, học từ bạn bè, nhân dân là điều Bác Hồ đã căn dặn, được thể hiện qua sự phong phú về nội dung và hình thức, sự đa dạng về thể loại và phong cách, uyển chuyển về bút pháp và ngôn từ trong các bài viết, bài nói của người, cho thấy sự nỗ lực, nghị lực phấn đấu trên con đường tự học tập, tự nghiên cứu suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sách còn nêu rõ các nội dung phải học, gồm học lý luận chính trị, học trong thực tiễn, học đi đôi với hành, học cách đọc, cách nói, cách viết, học khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, rèn luyện sức khỏe, quân sự. Đặc biệt chú trọng việc tự học là chính và phải học với quyết tâm cao. Bên cạnh các nội dung lý thuyết, sách còn giới thiệu những mẫu chuyện của những người đã sống, làm việc và được gặp Bác Hồ. Đây là những minh chứng sinh động về tấm gương đạo đức và tình cảm cao đẹp của Bác dành cho đất nước và nhân dân, cũng như tình cảm của các tầng lớp nhân dân dành cho vị lãnh tụ kính yêu. Cuộc đời của Bác là một quá trình vừa học tập vừa hoạt động cách mạng, học tập để hoạt động cách mạng, đạt được mục đích, lý tưởng của mình. Qua hoạt động cách mạng, không ngừng học tập, hoàn thiện tri thức và nhân cách của bản thân. Người là nơi hội tụ với tầm cao nhất tinh hoa văn hóa nhân loại, xứng đáng với sự tôn vinh của tổ chức UNESCO. Hồ Chí Minh, một thầy giáo mẫu mực, một nhà giáo dục vĩ đại, người đã để lại tấm gương cao đẹp về tinh thần tự học và học tập suốt đời để chúng ta noi theo. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên nên đề ra cho mình một lộ trình, một mục tiêu và phương pháp tự học suốt đời phù hợp với điều kiện của bản thân, gia đình. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp về ý chí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập, tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, phu tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Các nội dung trong cuốn sách giúp bạn đọc nhận thức sâu sắc về sự cần thiết của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, cuốn sách cũng giúp bạn đọc có thêm tài liệu để nghiên cứu, học tập và làm theo Bác, để hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đặc biệt, hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của người, một tấm gương vô cùng trong sáng và cao thượng, kết tinh của tinh hoa văn hóa Việt Nam, là mẫu mực của con người Việt Nam. Đạo đức Hồ Chí Minh cần hiểu một cách đầy đủ, đó không chỉ là tư tưởng của người về đạo đức và đạo đức cách mạng, mà còn là thực tiễn đời sống đạo đức của người, ảnh hưởng rộng lớn của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh từ dân tộc đến nhân loại. Từ dân tộc đến với nhân loại, người đã thực sự hóa thân vào dân tộc mình và các dân tộc trên toàn thế giới. Người đã thực sự hóa thân vào dân tộc mình và các dân tộc trên toàn thế giới. Quyển sách Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là chọn lọc và đúc kết những tinh hoa trong tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cung cấp nhiều kinh nghiệm và chỉ dẫn của người về phương pháp làm việc và học tập suốt đời không biết mệt mỏi, là ánh sáng soi sáng cho toàn dân tộc, tiếp thêm động lực, sự say mê, nhiệt huyết của lớp lớp thế hệ trẻ của dân tộc Việt Nam, sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm để suy ngẫm mà quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách này tại Thư viện tỉnh Tây Ninh và đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh phát thanh Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày. Thân mến, chào tạm biệt.